Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hạ Long đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam. Quán triệt và thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, trong 5 năm qua, các cấp hội hội viên cựu chiến binh đã cụ thể hóa các nội dung mục tiêu của phong trào thi đua thành những hoạt động thiết thực hiệu quả, chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động của từng hội viên. Kết quả đạt được toàn diện, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng và giữ vững trận địa tư tưởng, lòng tin vào Đảng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nổi bật là các hoạt động phát triển kinh tế, tham gia phòng chống dịch COVID-19, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trên địa bàn, thắp sáng đường quê, đóng góp các quỹ gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trung ương, địa phương, tích cực hiến đất, hiến công, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 5 năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ hội viên. Các phong trào thi đua tập trung hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là đoàn kết, vận động cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy và nhân rộng các điển hình cựu chiến binh gương mẫu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của hội với các phong trào, các cuộc vận động của cả nước và địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh. Đề nghị thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh. Tập trung tuyên truyền về những thành quả nổi bật trong xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay, qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong cán bộ hội viên cựu chiến binh nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung. Tiếp tục phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và nhân dân, củng cố phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình sản xuất kinh doanh của Hội cựu chiến binh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh bằng lý tưởng, tâm huyết và kinh nghiệm phong phú của mình, tích cực phát huy vai trò là cầu nối trao truyền các giá trị tốt đẹp giữa các thế hệ, góp phần củng cố hệ giá trị văn hóa con người Quảng Ninh, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi cho hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xây dựng thôn làng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động ngày càng có sức sống mới trong tập hợp quy tụ đoàn kết hội viên cựu chiến binh và nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình mới của tỉnh sau cơn bão số 3. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, chăm lo tạo điều kiện thuận lợi cho hội cựu chiến binh các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cựu chiến binh trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịp này, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 và bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu tỉnh Quảng Ninh đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7 của Hội cựu chiến binh Việt Nam.